Kính thưa quý khán giả, người Việt khắp nơi trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2012, chúng tôi có mặt ở tại số 696 đường Santa Clara. Ở đây là một cơ sở về medical và của ông bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Kính thưa quý vị, hôm nay tại đây có một buổi họp mặt để kỷ niệm 6 năm phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam. Thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là anh Hoàng Thế Dân, là một thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng Việt Tân. Chúng tôi có một câu hỏi và kính chào anh. Hôm nay nhìn thấy anh có mặt ở trong cái buổi kỷ niệm 6 năm phục hoạt của Đảng Dân Chủ Việt Nam, thì anh nghĩ như thế nào về cái sự phối hợp các đảng phái với nhau trong vấn đề đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam cũng giống như là giải thể chế độ cộng sản, thưa anh? Vâng, xin được kính cảm ơn ký giả Nghệ Lữ. Kính thưa quý khán thính giả, quả thật như vậy, 8 năm về trước, trong mùa quốc hận 30 tháng 4 năm 2004, một số các chính đảng hoạt động có địa bàn ở trong nước cũng như là có cơ sở hải ngoại đã đi đến một cái quyết định là ngồi lại với nhau và thành lập một số những cái vùng công tác và vùng trách nhiệm với nhau. Thì kính thưa ký giả Nghệ Lữ cũng như là quý khán thính giả, 8 năm về trước đó, cái ý niệm nó đã thành hình và chúng tôi làm việc với nhau liên tục như vậy trong 8 năm trời. Thành thử trong ngày hôm nay, trong một cái buổi chiều thứ sáu hết sức là đẹp trời như thế này, chúng tôi thấy có cái trách nhiệm và bổn phận phải đến với ngày vui của Đảng Dân Chủ Việt Nam kể từ khi Đảng được phục hoạt vào năm 2006. Đây là một sự kết hợp nhiệm màu giữa những nỗ lực ở trong nước trước đây và thập niên 40-50, rồi sau này là những thập niên gần đây. Thành thử ra trong cái trách nhiệm đó, một số các đại diện các chính đảng có trong cái tập hợp liên chính đảng mà chúng tôi vừa trình bày 8 năm vừa qua đó, cái nỗ lực mà ký giả Nghệ Lữ đưa ra đó, nó là một nỗ lực đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng lắm. Tại vì để vật ngã một cái đảng cộng sản vô cùng là toàn trị như vậy trên đất nước của chúng ta quá lâu, tập hợp các liên chính đảng đó là một nhu cầu vô cùng cấp thiết. Và chuyện đó, đó chúng tôi có trách nhiệm là phải làm cho nó nở lớn lên, mạnh thêm và có nhiều chấn động để trước khi đi đến một cái mà chúng tôi gọi là cái kết quả cuối cùng, là tạo được sự thay đổi ở trong nước, tạo được sự thay đổi ở hải ngoại và nhường chỗ cho một cái sinh hoạt đa nguyên. Thưa ký giả Nghệ Lữ. Dạ, kính thưa anh, theo chúng tôi được biết đó là hiện bây giờ trong đất nước thân yêu của chúng ta, cộng sản vẫn bám víu vào quyền lực với cái chế độ là độc đảng và độc tài. Vì vậy cho nên chắc chắn rằng bất kỳ một người nào, một đảng phái nào đòi đa nguyên đa đảng đó, thì cũng đều là không đúng vào cái đường lối của họ. Và vì vậy cho nên hiện nay thì chúng ta được biết cũng rất nhiều đảng hình thành, từ Đảng Dân Chủ Việt Nam tới Đảng Dân Chủ Nhân Dân, rồi Liên Minh Phong Trào Dân Chủ, rồi Đảng Người Việt Yêu Người Việt, vân vân, Đảng Vì Dân, Đảng Hành Động, vân vân. Thưa anh, chính cái điều đó sẽ làm cho đó có những cái dân chủ thật và dân chủ cội, kể cả những hàng ngũ tay sai cộng sản xen vào các chính đảng, thì thưa anh, điều này anh nghĩ gì? Còn cái sự việc đó là một cái nhìn, ký giả Nghệ Lữ đưa ra một cái bức ảnh rất có thể nó đã từng xảy ra hoặc là nó sẽ xảy ra trong tương lai. Cái nỗ lực của chúng ta làm sao đó là phải loại ra ngoài những cái trường hợp cội, những cái trường hợp giả và những trường hợp mà tay chân của đảng cầm quyền, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại. Thưa ký giả Nghệ Lữ với lại thưa quý thính giả khắp nơi đó, cái nhu cầu mà làm sao nào mà tạo dựng được cái hình ảnh sinh hoạt đa nguyên đó, nó trở thành vô cùng cấp thiết. Thành thử ra từ những cái điều 84, 79, 88 của các bộ luật hình sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, cũng như là điều 4 của hiến pháp của chúng đó, cái trách nhiệm của chúng ta làm sao phải trở về cái hiến pháp năm 1946. Hiến pháp này đã cho phép sinh hoạt đa nguyên và quyền tư hữu của người Việt Nam. Đó là nỗ lực lớn của anh em chúng tôi, nhất là trong những năm tháng vừa rồi. Cảm ơn ký giả Nghệ Lữ rất nhiều. Dạ vâng, thưa anh, tôi có một câu hỏi cuối nữa là, thưa anh, anh cũng được biết rằng trong khi tình hình nhiều đảng phái hoạt động như vậy, thì cái trách nhiệm của đảng đối với đảng viên như thế nào, mà chúng tôi được biết rằng cũng có nhiều người đảng viên đang ở trong lao tù và họ nói rằng giống như họ cô đơn, họ bỏ rơi, thưa anh. Dạ vâng, cái trách nhiệm mà giải cứu cho những đảng viên đang nằm trong vòng kiểm soát và lao lý của Cộng sản Việt Nam là trách nhiệm tối thượng. Thưa ký giả Nghệ Lữ cũng như là thưa quý thính giả, đảng của chúng tôi là thành viên đã từng hoạt động, đã từng bị bắt và đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế này, và chúng tôi đã hết nỗ lực, hết sức vận động trong mọi cách
ở trong nước, ngoài nước, thế giới của truyền thông đại chúng, các trung tâm quyền lực quốc tế và đặc biệt là các tổ chức vô chính phủ. Và chúng tôi đã thành công khá nhiều trong những lần vượt thoát vừa qua. Hiện tại thì thưa ký giả Nghi Lỡ và quý thính giả, là một trong những cán bộ của chúng tôi là tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân. Ngày 17 tháng 4 vừa rồi đó, ông về phi cảng Tân Sơn Nhất và ông bị bắt ngay tại chỗ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoảng loạn đến cái độ là đặt trên đầu trên cổ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân 4 tháng tù, nghĩa là không cần nói ít nhiều gì cả. Và thưa ký giả cũng như là thưa quý khán thính giả, chúng tôi đã bắt đầu ngay vào ngày 18 khi được thông báo là ông bị bắt tại phi cảng bởi một số các cán bộ trong nước. Thưa anh. Thưa quý vị, trong đoạn đường dài của lịch sử có những dấu mốc để ghi lại những biến động của thời cuộc lúc bây giờ. Và năm 2006 là một dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam. Ở đó, làn sóng dân chủ đã là tiếng sấm sét rền vang thành thắng. Dân chủ ấy đã báo hiệu cuộc cách mạng công đã bắt đầu ở Việt Nam. Hôm nay ngày 1 tháng 6 kỷ niệm 6 năm vừa qua, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ Việt Mỹ để khai mạc phần nghi lễ. Thân hữu và toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa quý vị, 6 năm về trước, cũng vào ngày 1 tây tháng 6, ngày này, từ Hà Nội, Cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính đã long trọng tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam với đầy đủ danh xưng, với thành phần lãnh đạo và cương lĩnh hoạt động. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, là tiếng sấm vang động, chọc thủng bức tường xám rêu phong, độc tài đáng trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thật vậy, việc phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam đã mở đầu một cuộc cách mạng nhung, và sau đó quý vị đã chứng kiến là bao nhiêu tổ chức, đảng phái, phong trào được hình thành, mà từ đó tới nay lịch sử đấu tranh dân chủ Việt Nam chưa bao giờ có. Cuồn cuộn với làn sóng dân chủ này, vô số các nhà đấu tranh dân chủ đã anh dũng tiếp nối công cuộc đấu tranh và hiên ngang chấp nhận tù đầy, như Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, linh mục Nguyễn Văn Lý và còn vô số những nhân vật khác. Và danh sách tù nhân, tôn giáo, chính trị và lương tâm tại Việt Nam đã lên tới trên 600 người, mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nói dối là hoàn toàn không có vấn đề tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Kính thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 6 năm vừa qua, chúng ta đã vừa xây dựng, vừa phát triển, vừa vượt qua những khó khăn, thử thách để trưởng thành trong đấu tranh. Nhiều chí hữu, thân hữu trong nước đã bị kết án, bị tù đày, và nhiều người đã bị biệt tích từ nhiều năm qua, và những thân nhân của họ, gia đình của họ lúc nào cũng sống trong nhiều lo âu, khó khăn, sợ hãi và bị sách nhiễu rất thường xuyên. Một số đảng viên nòng cốt của Đảng Dân Chủ Việt Nam, như quý vị đã biết, cũng đã đóng góp đáng kể vào công cuộc dân chủ hóa đất nước. Đương kim Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam là luật sư Lê Công Định đã làm sôi động và được nhiều tổ chức, báo chí trên thế giới lên tiếng ủng hộ khi luật sư Lê Công Định bị kết án 5 năm tù. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, lãnh đạo của Tập hợp Thanh niên Dân Chủ, cũng là một đảng viên nòng cốt của Đảng Dân Chủ Việt Nam, là sẽ là một lãnh đạo trẻ trong tương lai của Việt Nam, đã được giới thiệu với đồng hương tại San Jose vào những năm 2005 và 2006. Một nhân vật mới đây mà được nhắc nhiều hơn cả trên các dư luận trên thế giới là anh blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Anh là một trong những người đầu tiên đã tham gia và gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam ngay từ ngày đảng mới được phục hoạt vào 2006. Anh là tác giả của những phong trào biểu tình tại Sài Gòn chống Trung Quốc, liên hệ vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây nhất, ngày tự do báo chí, Tổng thống Obama là lần đầu tiên đã nhắc đến tên của một vị đấu tranh dân chủ Việt Nam, đó là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Kính thưa quý vị, nhìn lại Việt Nam trong suốt thời gian Đảng Cộng sản cầm quyền, biết bao oan nghiệt lầm than, biết đâu vấn nạn đất nước, đạo đức suy đồi, nhân cách bị phá sản. Do đó, dân chủ là xu thế và là khát vọng của toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Và đó cũng chính là mục tiêu đấu tranh của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đảng Dân Chủ Việt Nam chủ trương không bạo động, lấy sức mạnh đoàn kết dân tộc làm vũ khí đấu tranh nhằm tạo dựng một xã hội công bằng, tự do, phát triển và thịnh vượng. Sau đây chúng tôi cũng có đôi lời cùng các chí hữu, thân hữu và gia đình nhân ngày kỷ niệm 6 năm phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam. Thưa quý chí hữu và gia đình thân mến, kỷ niệm 6 năm phục hoạt, niềm vui hôm nay vẫn chưa trọn vẹn vì lẽ dân tộc và đất nước thân yêu của chúng ta vẫn còn lầm than và đau khổ. Biển đất của chúng ta vẫn còn đang trong hiểm họa, mất dần vào tay kẻ thù phương Bắc. Cũng vì lẽ đó mà chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ. Cuộc đấu tranh nào cũng đòi hỏi sự kiên gan, bền bỉ với nhiều thử thách và hiểm nguy. Chúng tôi đặt hết niềm tin nơi các chí hữu, những người cán bộ đã được trui rèn trước bao sóng gió hiện nay. Nhân đây, chúng tôi cũng xin bày tỏ ngưỡng mộ đối với những hy sinh của các chí hữu hiện đang còn trong chốn lao tù giam khổ. Các chí hữu là những anh hùng của một dân tộc anh hùng. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời ân cần thăm hỏi đến gia đình và thân nhân của các chí hữu đang ngày đêm gặp rất là nhiều khó khăn. Sau cùng, kính thưa quý vị, cuộc đấu tranh này sẽ còn nhiều gian lao thử thách. Dù có bị gục ngã, chúng ta cũng không bao giờ chịu cúi đầu. Chúng ta nhất quyết vùng dậy, ngẩng đầu cao để nối gót với tiền nhân. Này anh em ơi, này đồng bào ơi, ta đấu tranh giành lại vùng đảo thân yêu. Ta vinh dự Hoàng Sa, ta vinh dự Trường Sa, diệt tán quân xâm lấn. Ta vinh dự Hoàng Sa, ta vinh dự Trường Sa, quần đảo quê hương Việt Nam. Của Đảng Dân Chủ kể từ khi phục hoạt của 6 năm về trước cho đến nay, chúng tôi xin tường thuật lại quá trình hoạt động của Đảng Dân Chủ như sau. Thưa quý vị, khởi đi từ tháng 8 năm 2005, khi cụ Hoàng Minh Chính được chính quyền Hoa Kỳ can thiệp và bác sĩ Nguyễn Sư Ngải bảo trợ sang Mỹ để chữa bệnh. Trong thời gian điều trị tại thành phố San Jose, cụ đã tận dụng thời gian để vận động dân chủ cho Việt Nam. Cụ đã tiếp xúc hầu hết các nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, tổ chức chính trị hải ngoại và cụ đã đến trường Đại học Harvard để đọc bài tham luận ngày 26 tháng 9 năm 2005. Khi trở về nước, cụ tiếp tục vận động, hướng dẫn viết bản tuyên ngôn dân chủ Việt Nam và thành lập phong trào dân chủ Việt Nam vào tháng 4 năm 2006.
Vào đầu tháng 6 năm 2006, cụ Hoàng Minh Chính tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam tại Hà Nội nhằm mục đích xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, đoàn kết, phát triển. Với sự tham gia đông đảo của mọi thành phần trong và ngoài nước, hoạt động độc lập, ôn hòa, tự do và dân chủ. Đây là lần đầu tiên một đảng phái chính trị được phục hoạt ngay trong nước tại thủ đô Hà Nội một cách công khai, với thành phần lãnh đạo, cương lĩnh, đường hướng hoạt động rõ ràng. Và đây cũng là ngọn cờ đầu cho phong trào các khối nhóm đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Và ngày 7 tháng 2 năm 2008, Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính qua đời tại Hà Nội. Thưa quý vị, trong những năm 2006, 2007, 2008, 2009, hoạt động Đảng Dân Chủ Việt Nam nở rộ khắp từ trong quốc nội ra đến hải ngoại, làm nức lòng mọi người dân ở khắp nơi. Các đoàn thể tổ chức đấu tranh mạng hết lòng ngưỡng mộ. Ở trong nước, các chí hữu đã tích cực hoạt động mở rộng và sâu trong quần chúng. Tại hải ngoại, trong vai trò Phó Tổng Thư ký, đặc trách ngoại giao, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã mở rộng sự hợp tác với các đảng phái, đoàn thể đấu tranh và nhất là công tác vận động ngoại giao với chính quyền Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, các dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ để áp lực lên chính quyền Cộng sản Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, thả những nhà đấu tranh dân chủ và tất cả các tù nhân lương tâm khác. Trước tình hình quốc nội đang sôi động, trước nhu cầu công tác đảng, Ban lãnh đạo Trung ương đã quyết định đề cử luật sư Lê Công Định vào chức vụ Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam thay thế cho cụ Hoàng Minh Chính. Trung tuần tháng 6 năm 2009, chính quyền Cộng sản Hà Nội đã ra lệnh bắt giam các chí hữu của Đảng Dân Chủ Việt Nam và các thân hữu khác gồm luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, cựu trung tá quân đội nhân dân Trần Anh Kim, doanh gia Trần Quỳnh Duy Thức và ông Lê Thăng Long. Ngày 20 tháng Giêng năm 2010, tòa án đã phán cho họ một bản án nặng nề nhất mà dư luận cho rằng đây là phiên tòa đi ngang về tắc và thế giới đang lo ngại về uy tín của Việt Nam qua vụ xử án này. Đảng Dân Chủ Việt Nam đã trải qua một thời gian thật là gian nguy, khó khăn. Một số cán bộ lãnh đạo trong nước đã bị bắt giam tù đài dưới bản án quy pháp và một số khác đã bị âm thầm bắt đi biệt tích. Việc sinh hoạt đảng lại càng thêm khó khăn. Đứng trước những khó khăn ấy, Ban lãnh đạo Trung ương Đảng đã kiên trì tiếp tục đường lối lãnh đạo của cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính. Thưa quý vị, chỉ mới 6 năm thôi, Đảng Dân Chủ Việt Nam cũng đã lắm thăng trầm trên bước đường đấu tranh. Nhìn lại đoạn đường trải qua để thấy những hoạt động của Đảng Dân Chủ Việt Nam đã gắn liền vào dòng sinh mệnh của Tổ quốc và dân tộc. 6 năm qua, thành cũng có, bại cũng có, khó khăn cũng nhiều, gian nan cũng lắm. Hy sinh cũng không nhỏ, mất mát cũng không ít. Hàng chục các chí hữu bị giam cầm tù đài hiểm nguy và gia đình họ gặp nhiều khó khăn, lo âu, đe dọa và sách nhiễu. Một lần nữa, nhân kỷ niệm 6 năm phục hoạt, Đảng Dân Chủ xin long trọng xác định rằng dân chủ là xu hướng của thời đại hiện nay. Dân chủ cũng là khát vọng của toàn thể người dân Việt. Và dân chủ cũng là một team đấu tranh của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu cháu Thọ Ngọc lên đọc bản công bố của Đảng Dân Chủ. Bản công bố nhân kỷ niệm 6 năm phục hoạt Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đảng Dân Chủ Việt Nam long trọng tuyên bố: thứ nhất, Đảng Dân Chủ Việt Nam là một tổ chức chính trị gồm một thành phần yêu chuộng dân chủ, tự do và công bằng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai, Đảng Dân Chủ Việt Nam chủ trương đấu tranh ôn hòa, lấy sức mạnh đoàn kết dân tộc làm phương tiện đấu tranh nhằm tạo dựng một xã hội Việt Nam dân chủ, đoàn kết và phát triển.
Thứ ba, Đảng Dân Chủ Việt Nam quan ngại về những tệ nạn độc tài, tham nhũng, làm băng hoại xã hội Việt Nam. Do đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải nhận lãnh mọi hậu quả trong trách nhiệm cai trị đất nước này. Thứ tư, Đảng Dân Chủ Việt Nam quan niệm rằng nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam, không một cá nhân hay một tập thể nào được độc quyền sinh hoạt chính trị. Dân chủ là xu hướng của thời đại, là khát vọng của toàn dân và cũng là mục tiêu đấu tranh của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Đảng Dân Chủ Việt Nam cương quyết hoàn thành sứ mạng lịch sử vinh quang này. Ngày 1 tháng 6 năm 2012, Đảng Dân Chủ Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường đèn to mày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này, sao quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong dặm tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Một nghìn năm ghi dấu, bàn tay nào còn nhiều máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sống phải đắm chìm một ngàn năm hay chiến biến tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Kể ý nghĩa mơ đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam.